Chào anh chị em, tôi đang ngồi với em Nguyễn Trung Linh, là một thanh niên trẻ vừa ra tù được khoảng 2 tuần. Trung Linh là người cuối cùng của vụ án của gia đình em Nguyễn Trung Tuấn ở Long An đã bị giải tỏa và cướp đất một cách oan sai. Ngày hôm nay thì Trung Linh mới có dịp từ Long An lên Sài Gòn và ghé thăm Phật Quốc Lê Hòa Bình. Chúng tôi muốn nói chuyện với em cũng như nhân cơ hội đó chia sẻ với mọi người. Bây giờ Trung Linh chào mọi người và chúng ta bắt đầu câu chuyện với nhau. Xin chào các anh chú, cô chú, anh chị và các bạn. Trung Linh ơi, trong 2 tuần vừa rồi mới ra tù đó thì bây giờ cái tình trạng sức khỏe tinh thần như thế nào? Tình trạng sức khỏe con chưa được ổn định. Với sáng con mới đi khám bác sĩ mới về. Bác sĩ nói là sao? Dạ, bác sĩ nói là con bị thiếu máu và mất ngủ và đau đầu ạ. Ở trong tù như thế nào mà có thể làm cho Trung Linh bị mất máu, mất ngủ? Đó là do ở trong tù làm việc quá nặng nhọc và không được chế độ tốt. Có nhiều người họ không có biết về cái vụ án của Trung Linh đó. Vì sao mà Trung Linh và Nguyễn Mai Trung Tuấn và một số người khác phải đi tù? Dạ, đó là do nhà nước, cơ quan nhà nước của huyện Thạnh Hóa đền bù nhà con với giá đất không hợp lý và không phù hợp với quy định của pháp luật đưa ra. Không hợp lý ở đây tức cụ thể là họ đền bao nhiêu mà đúng giá là phải bao nhiêu? Thể là đền và giá đất nhà con là không bằng 50 triệu so với giá đất cách nhà con do nhà nước bán cho dân là 1 tỷ mấy ạ. Tức là cùng một miếng đất như vậy cách độ khoảng 50 mét thì nhà chính giá nhà nước bán là hơn 1 tỷ một cái nền nhà, trong khi đó giải tỏa nhà của Nguyễn Trung Linh thì chỉ đền bù chưa tới 50 triệu đồng. Như vậy là cái tỷ lệ nó cách biệt tới trên 20 lần. Trên 20 lần. Đó là một cái cách biệt quá lớn và quá bất công. Trong vụ án của gia đình Trung Linh với gia đình của Nguyễn Mai Trung Tuấn thì mọi người thấy rõ nó là một cái tình trạng bị chèn ép lớn đến mức độ người ta phải phản kháng và cuối cùng tạo ra một cái bản án tiếp tục gây ra sự bất công. Do vậy bây giờ Linh thử đánh giá xem coi thật sự người ta muốn đưa Linh và mọi người vào trong tù để giải quyết ổn thỏa, nhưng mà sau khi ra tù thì Linh có thấy ổn thỏa không? Dạ, sau khi ra tù thì con gia đình con và gia đình những hộ gần đó chưa được ổn thỏa và vẫn chưa được đền bù. Nhà nước thì cứ im lặng, không trợ cấp gì cho gia đình con khi ra tù. Như vậy tức là cái mục tiêu dùng một cái phiên tòa cưỡng ép rồi một cái bản án rồi nhốt tù để giải quyết gọi là để ổn định xã hội nhưng cuối cùng không ổn định xã hội. Đó là cái mục đích không đạt được của một cái giải pháp sai. Đến một lúc mà người ta phải đối thoại với người dân, phải xuất phát từ cái quyền lợi của người dân trong việc giải tỏa chứ không thể đứng ở quyền lợi của quan chức hay quyền lợi của doanh nghiệp để giải tỏa được. Cái tình trạng hiện nay của gia đình của Linh đó, thì Linh nghĩ trong thời gian tới mình sẽ làm gì với cái chuyện bất công mà gia đình mình đang phải chịu? Dạ, con nghĩ trong thời gian tới là các hộ vòng vòng và nhà con sẽ tiếp tục kiện để đòi lại mảnh đất. Như hiện nay thì nhà con vẫn chưa có nhà ở. Nhưng mà nếu người ta không trả thì sao? Nếu người ta không trả thì nhà con vẫn tiếp tục đi khiếu kiện nữa à? Rồi khiếu kiện nữa người ta bắt đi tù nữa thì sao? Người ta bắt đi tù nữa thì gia đình con cũng chấp nhận nữa thì chả. Đó là cái tình trạng không phải của một mình gia đình của Nguyễn Trung Linh hoặc là Nguyễn Mai Trung Tuấn mà của rất là nhiều gia đình ở Việt Nam nói chung và miền Tây Nam Bộ nói riêng. Vấn đề này sẽ là một vấn đề rất lớn và nó trở thành một vấn đề nếu nhà cầm quyền không thực tâm giải quyết vì dân thì sẽ trở thành chính họ gánh cái hậu quả mà do họ gây ra.
cảm ơn Linh đã chia sẻ những cái suy nghĩ ban đầu của mình ngay sau khi ra tù. Hy vọng trong thời gian tới nếu có những khó khăn gì thì Linh chia sẻ với mọi người để mọi người cùng nâng đỡ kịp thời nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi gia đình tôi. Cảm ơn cha các mình.